xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với cái content Sword Builder. Và trong video ngày hôm nay, đây cũng là cái video đầu tiên cho con ạc mới của mình. Một con ạc mà mình đã mua được từ một người em trong nhóm rất là tâm huyết với rất là nhiều cầu thủ Ultimate. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện mua thêm hai cầu thủ còn thiếu ở hai vị trí trong đội hình nha. Đây là một cái account mà mình khá là vừa ý, mặc dù cái skillbook cũng còn khá là thấp, chỉ có 16 thôi. Nhưng đổi lại thì đây là một account có khá là nhiều coin, cũng như là em trai bán cái account này thì thật sự rất là dễ thương mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện mua hai cầu thủ còn lại cho cái team dự tính của mình nha. Đó là cầu thủ Stegen cùng với đó là Bertri. Hai cầu thủ này có mốc overall cùng là 114. Với giá trị hiện tại thì hơn 500 triệu coin cho một cái quả thẻ cầu thủ này cũng thật sự rất là cao. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện nhận hai cầu thủ này về và sẽ cùng mọi người xây dựng đội hình Full Ultimate Team Season. Sau đó sẽ thực hiện một trận đá head-to-head để cùng mọi người trải nghiệm cái đội hình này sẽ như thế nào nha. Và với lần trở lại này cùng với account khá là nhiều Ultimate thì mình sẽ thực hiện rất là nhiều bài review trên kênh. Nếu anh em đang xem video vẫn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình để xem những cái video tiếp theo trên cái account này của mình nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào và thực hiện cái phần xây dựng cái đội hình Ultimate. Và cái sơ đồ mình lựa chọn ngày hôm nay sẽ là sơ đồ 424 nha. Với vị trí đầu tiên sẽ là Stegen. Và đây cũng là cái vị trí mà mình đánh giá không cao trong cái đội hình của Ultimate, vì đây cầu thủ có cái thể hình chỉ là 1m87 thôi và skillbook của Stegen cũng không thật sự quá ấn tượng. Mình cũng nhận được khá là nhiều lời nhận xét của mọi người về con hàng Stegen này rồi, nhưng mà đây là cầu thủ lựa chọn duy nhất trong cái đội hình Ultimate thôi, nên bắt buộc mình sẽ sử dụng cầu thủ này ở vị trí GK. Và ở vị trí RB thì chắc chắn sẽ là cầu thủ Frimpong rồi, một cầu thủ nổi lên từ Bundesliga với cái quả thẻ nhìn cũng khá là chất lượng nè. Và ở vị trí này thì có thêm một sự lựa chọn cho các phiên bản Ultimate, đó là cầu thủ Jonathan Clough với OR 113, nhưng mà giá trị là hơn 1 tỷ coin. Tiếp theo sẽ đến vị trí bộ đôi trung vệ trong cái sơ đồ ngày hôm nay. Vị trí đầu tiên sẽ là Matthijs de Ligt với OR 114, cũng đã được nâng lên có mức rank 30 rồi. Đã cặp cùng Matthijs de Ligt sẽ là Saliba, cầu thủ có một mùa giải khá là chất lượng cùng đội hình của Arsenal. Tiếp đến ở vị trí LB thì chắc chắn sẽ là Theo Icon rồi, một cầu thủ mà được anh em đánh giá rất là cao. Và trong cái arc này thì có cả hai quả thẻ của Theo Hernandez nữa. OVR 114 cũng được cộng cái mức rank 30 và lên cái mức OVR tối đa là 119 rồi, mặc dù chỉ là skillbook cộng 16 thôi. Và với sơ đồ 424 này, bộ đôi tiền vệ mình lựa chọn sẽ là cầu thủ Fofana đã cặp cùng cầu thủ Bertri. Đây là bộ đôi tiền vệ có cái mùa giải thi đấu cũng rất là thành công. Ở vị trí hàng tiền vệ này thì có thêm hai sự lựa chọn khác cao cấp hơn, đó là cầu thủ Jude Bellingham cùng một cầu thủ Kevin De Bruyne, đó là OVR 115 và cầu thủ đó với giá trị là hơn 2 tỷ coin. Tiếp đến sẽ là vị trí tiền đạo cánh trái và mình lựa chọn cho cái đội hình ngày hôm nay sẽ là Marcus Rashford. Ở trong quả arc này thì cũng có hai quả thẻ của Marcus Rashford. Ở vị trí LW này thì có sự cạnh tranh rất là khốc liệt giữa Vinicius này, Marcus Rashford cùng với đó là Rafael Leao nữa. Đây đều là những con hàng rất là chất lượng. Và tiếp tới vị trí hàng tiền đạo tấn công sẽ là cầu thủ Erling Haaland OVR 115. Đây cũng là cầu thủ khiến mình thích nhất và nổi bật nhất trong cái đội hình ngày hôm nay anh em ạ. Cầu thủ đó cũng là một trong những lý do mà khiến mình có thể mua được cái quả arc này của em trai đã bán cho mình nha. Và tiếp tới vị trí đá cặp cùng Erling Haaland sẽ là Karim Benzema, cầu thủ xuất hiện trong phần bát của Ultimate Team Season. Và vị trí cuối cùng trong sơ đồ ngày hôm nay của mình sẽ là vua cặp Mohamed Salah. Cầu thủ này là một cầu thủ cũng rất là ấn tượng trong vị trí RW, rất là nổi bật. Ở những phiên bản trước đó thì Mohamed Salah đã thể hiện rất là tốt rồi. Và không biết là trong phiên bản Ultimate Team Season này thì cầu thủ vua cặp sẽ thể hiện như thế nào. Và chắc chắn là sau video này thì mình sẽ dành rất là nhiều thời gian để có thể trải nghiệm và review cùng mọi người cùng tất cả những cầu thủ Ultimate Team Season này. Hy vọng là có đủ thời gian để có thể chia sẻ cùng mọi người. Bây giờ thì mình sẽ nâng luôn cái mốc skillbook của cầu thủ Stegen. Đây là một skillbook mà mình đánh giá không cao anh em. Với một cầu thủ có thể hình không quá ấn tượng ở vị trí GK là chỉ cao 1m87 thôi, và cùng với skillbook handling như thế này nữa thì thật sự rất là khó để có thể chấp nhận được chất lượng của cầu thủ Stegen ở mức khá. Nhưng vì đây là cầu thủ duy nhất trong đội hình Ultimate cho nên bắt buộc mình phải lựa chọn cầu thủ người Đức này thôi. Và đây là đội hình Full Ultimate Team Season 2023 của mình, một đội hình thật sự rất là đẳng cấp, rất là đẹp mắt này. Với một cái đội hình kiểu như thế này thì chắc chắn là anh em vào rank sẽ không ngán bất cứ một đối thủ nào rồi. Và trong cái phần set pieces thì cũng đã chọn cái phần auto rồi. Đội trưởng sẽ là cầu thủ Erling Haaland và sút penalty sẽ là cầu thủ Karim Benzema. Ở những tình huống đá phạt sẽ thuộc về cầu thủ Theo Hernandez. Bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem nhanh qua bộ chỉ số chi tiết của 11 cầu thủ đá chính trong đội hình Full Ultimate Team Season cùng mình nha. Vị trí đầu tiên sẽ là cầu thủ Stegen với skillbook là Henlin. Cầu thủ này cũng đã được nâng lên cái mốc over tối đa là 119, nhưng mà skillbook cũng chỉ là 16 thôi. Với thể hình là 1m87 và không có skill ẩn nào cả. Một cầu thủ mà được anh em chê rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Ở vị trí RB sẽ là cầu thủ Jamie Frimpong. Đây là một cầu thủ có tốc độ rất là cao lên tới con số là 207.
Mặc dù Skill Boost chỉ là 16 thôi, với tốc độ khủng khiếp như thế này thì rất khó để có thể vượt qua được Rimbong ở vị trí RB. Cầu thủ này cũng sở hữu bộ chỉ số rất là chất lượng, Skill Move chỉ là 3/5 sao thôi. Và cầu thủ này có Skill Move sẽ là heel to heel và cao 1m71, một cái thể hình cũng khá là khiêm tốn ở vị trí RB. Tiếp đến ở vị trí trung vệ sẽ là cầu thủ đầu tiên Matthijs de Ligt. Cầu thủ này trong màu áo của Bayern Munich sở hữu Skill Boost là Defending với cái chỉ số bay 147 và Physical 174. Với chỉ số defending sẽ là 197, còn số phòng ngự cũng rất là cao. Cầu thủ này có stamina là 8 cục, thể hình là 1m89, quốc rate sẽ là medium và high. Và cầu thủ này có high skill ở nha, với cái chỉ số như thế này cũng rất là tốt cho phiên bản Ultimate rồi. Và đá cặp cùng Matthijs de Ligt sẽ là cầu thủ Saliba, cầu thủ đến từ Arsenal, một cầu thủ có cái tốc độ cũng rất là cao ở vị trí trung vệ. Và cầu thủ này sở hữu chỉ số phòng ngự cũng như là physical còn nhịn hơn cả cầu thủ đá cặp cùng mình đó là Matthijs de Ligt nữa. Cầu thủ người Pháp sở hữu Skill Boost Makin, với cái Skill Boost này sẽ búc cho cái khả năng kèm người của Saliba được tốt hơn. Khả năng đánh đầu và sức mạnh nhận thức phòng ngự của Saliba thì khá là ổn. Thể hình lên tới 1m92, quốc rate sẽ là medium và high và chỉ có một skill ẩn đó là đánh đầu mạnh thôi. Ở vị trí LB chắc chắn sẽ là theo Icon với cái chỉ số rất là tuyệt vời này mà. Và Skill Boost sẽ là Reaction, cầu thủ này Skill Boost sẽ là 4 sao, thể hình 1m87 và có cái khả năng dắt bóng nhanh, quốc rate sẽ là high và medium, với chỉ số bay là chỉ là 192 thôi, kém cầu thủ đá bên cạnh đối diện đó là Primbon lên tới 207. Ở vị trí bộ đôi tiền vệ, cầu thủ đầu tiên sẽ là Siko Fofana và Skill Boost là Longbasin. Đây là Skill Boost rất là tốt cho vị trí CM rồi. Với bộ chân là hai chân đều thuận này, Skill Boost sẽ là 4/5 sao và stamina khá là khủng, cầu thủ này rất là giàu sức mạnh này nè. Với chỉ số chuyền cho cũng rất là cao, là lên tới con số là hơn 200. Thể hình rất là lý tưởng, cao 1m85, một thể hình rất là tuyệt vời vị trí tiền vệ. Cầu thủ người bờ biển Nga này thì trước đó đã xuất hiện trong cái phần sự kiện Ultimate Team Year rồi và tới cái phần sự kiện Ultimate Team Season vẫn có thể trở lại. Không biết là cầu thủ này thể hiện tốt hơn ở cái phiên bản trước đó hay là không. Vị trí đá cặp cùng Fofana sẽ là Bertri, cầu thủ này với thể hình khá là nhỏ bé nhưng mà Skill Boost là Vision sẽ búc cho cái khả năng quan sát và chuyền của cầu thủ này được tốt hơn. 1m74 là thể hình của Bertri, cầu thủ này sở hữu stamina và bộ chân cũng khá là đẹp. Skill Boost thì 4/5 sao với chất lượng cũng khá là cao rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới với cái hàng tấn công. Vị trí đầu tiên sẽ là Marco Rashford, cầu thủ này sở hữu Skill Boost là Agility, sẽ búc cho cái khả năng xử lý bóng và nhanh nhẹn của cầu thủ này được tốt hơn rất là nhiều. Và stamina, skill move và bộ chân của Rashford thì rất là ấn tượng rồi, sở hữu lên tới 5 skill ẩn và thể hình của Rashford là cao 1m86. Quốc rate sẽ là medium và low với chỉ số tốc độ cũng rất là khủng đấy ạ. Tiếp đến sẽ là vị trí của cầu thủ Erling Haaland, sở hữu Skill Boost là Finishing. Đây cũng là Skill Boost rất là hoàn hảo cho vị trí ST. Và với phiên bản này thì cầu thủ người Na Uy vẫn sở hữu stamina, skill move cũng như là bộ chân rất là đẹp. Đây là phiên bản được nâng cấp trước đó của phiên bản Ultimate Team Year rồi. Thể hình thì rất là khủng, lên tới 1m95 và có 3 skill ẩn. Skill Boost sẽ là Rolex, cầu thủ này rất là đặc biệt ở vị trí trung phong. Và đá cặp cùng Erling Haaland sẽ là cầu thủ Karim Benzema, sở hữu Skill Boost Skin Striker. Đây cũng là một trong hai Skill Boost mình khá là thích ở vị trí ST. Cầu thủ này sở hữu cái bộ chân là 5/5 này, stamina và skill move thì rất là hoàn hảo, cao 1m85 và có 5 skill ẩn. Đây là một cầu thủ khá là đặc biệt và anh em có thể nhận rất là dễ dàng trong cái phần badge của Ultimate Team Season. Và đây đã là cầu thủ ST quốc dân cho tất cả mọi người rồi, rất là dễ dàng để có thể nhận được Karim Benzema. Ở vị trí cuối cùng trong đội hình của mình ngày hôm nay sẽ là Mohamed Salah cùng với Skill Boost Agility. Đây là một Skill Boost rất là tốt cho những vị trí tiền đạo cánh nha, tốt hơn cả Skill Boost Ball Control nữa. Mohamed Salah thì sở hữu lên tới 5 skill ẩn và Skill Boost sẽ là Rolex. Thể hình của Mohamed Salah sẽ cao 1m75 cùng với quốc rep sẽ là medium và medium. Bộ chân là 2 chân 5/5 và skill move và stamina cũng rất là hoàn hảo. Và đó là tất cả 11 cầu thủ chính trong đội hình Ultimate của mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu vào trận đấu duy nhất ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu trận đấu này thì anh em đừng quên là ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh này, ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất khi mình có những video được up lên nha. Và anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì kênh nhận với mình qua cái số Zalo đang có bên góc trái màn hình của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào trận đấu duy nhất của ngày hôm nay trong cái Squad Builder Full Ultimate Team Season cùng mình. Và cái tên Fonte từ nay sẽ là cái arc chính của mình nha mọi người. Và trận đấu ngày hôm nay sẽ gặp đối thủ đó là câu lạc bộ Arsenal và cũng có cả Mohamed Salah trong đội hình. Đá cao nhất sẽ là cầu thủ Osimhen. Bây giờ thì trận đấu chính thức được bắt đầu rồi. Câu lạc bộ Chelsea sẽ đối đầu cùng câu lạc bộ Arsenal. Đây sẽ là một trận cầu Super Sunday của ngoại hạng Anh rồi. Một pha mở bóng rất là tốt đến vị trí của Marco Rashford. Pha cầm bóng và xoay người của cầu thủ người Anh này đã là Fofana. Phối hợp cùng Bertri và lại là một tình huống mở cánh dành cho vị trí của Marco Rashford. Một pha đỡ bóng và xử lý bóng cực kỳ gọn gàng của Marco Rashford, nhưng lần này thì cầu thủ người Anh đã không vượt qua được Lorenzo rồi. Và đây sẽ là một tình huống phản công dành cho đối thủ, một pha chọc khe rất là hay của Mohamed Salah dành cho tốc độ của Osimhen.
nhưng lần này thì không vượt qua được hàng hậu vệ của câu lạc bộ Chelsea. Tiếp tục bóng lại đến vị trí của Marco Rashford, đây là Erling Haaland, một pha roulette của cầu thủ người Na Uy. Tiếp tục là một pha cầm bóng và dứt điểm từ xa của Erling Haaland và sau đó là cú dứt điểm boy của Karim Benzema rồi. Bộ đôi tiền đạo đã rất là hiểu ý nhau và một pha chọn chỗ rất là tốt của Karim Benzema để mở tỷ số cho trận đấu ngày hôm nay. Một pha cầm bóng sọc thẳng vào trung lộ của cầu thủ Erling Haaland. Cú dứt điểm như thế này thì thật sự rất là mạnh. Và sau đó là một tình huống đá bòi của cầu thủ Karim Benzema khi thủ thành còn chưa kịp đứng dậy và tỷ số đã được mở cho câu lạc bộ Chelsea. Và với bàn thắng sớm như thế này thì chắc chắn là trận đấu sẽ thêm phần thú vị hơn rất là nhiều. Đây là Yaya Touré bóng đến vị trí của Luis Diaz. Tiếp tục là một pha xoay người rất là khéo của Luis Diaz. Một pha giật gót của Rukulic không vượt qua được Frimpong. Đây là Mohamed Salah. Pha ngoặt bóng rất là gọn gàng của vua Ai Cập Mohamed Salah. Tiếp tục là Matthijs de Ligt, một pha mở bóng đến vị trí tiền vệ của Bertri. Erling Haaland phối hợp cùng Marco Rashford. Tiếp tục là Erling Haaland. Lần này thì không vượt qua được Luis Diaz rồi. Đây là Xabi Alonso. Những pha phối hợp cũng rất là bài bản của câu lạc bộ Arsenal. Tiếp tục là Alonso. Lại là một pha cắt bóng thành công của Bertri. Đã có một tình huống xử lý bóng hỏng của Frimpong rồi, nhưng sau đó thì đồng đội của cầu thủ này đó là Fofana đã xử lý tốt tình huống vừa rồi. Và tiếp tục là Karim Benzema, một tình huống vải má ngoài rất là tốt dành cho tốc độ của Erling Haaland đối đầu cùng Rudiger. Một pha đối đầu cực kỳ mạnh của Haaland và Haaland đã thể hiện sức mạnh của mình với một pha quật ngã Rudiger trong tình huống vừa rồi. Để tiếp tục là Rukulic, lại là một tình huống phản công rất là đặc biệt dành cho Arsenal. Không vượt qua được Matthijs de Ligt rồi. Đã có một tình huống phạm lỗi giữa Matthijs de Ligt cùng với cầu thủ Osimhen. Sẽ là một tình huống đá phạt từ giữa sân. Tình huống phát bóng rất là mạnh lên phía bên trên. Osimhen. Đấy rồi, cơ hội. Yaya Touré đã có một cú dứt điểm khá là may mắn đấy ạ. Với tình huống kiểu như thế này thì thật sự rất là khó trách được Ter Stegen. Và cú dứt điểm như thế này thì thật sự quá là may mắn dành cho Arsenal. Cú dứt điểm trái phá và bóng đã chạm vào cột dọc, sau đó là bóng bay vào lưới một cách rất là ngỡ ngàng. Trận đấu đang diễn ra khá là thú vị mọi người ạ. Đây chỉ là phút thứ 43 của trận đấu thôi và tỷ số đã là 1-1. Tiếp tục là một pha phối hợp Matthijs de Ligt, một pha mở bóng rất là nhanh lên phía bên trên dành cho Mohamed Salah. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc lại hiệp thi đấu đầu tiên rồi. Arsenal và câu lạc bộ Chelsea tạm thời hòa 1-1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Thể lực của tất cả cầu thủ trong đội hình của mình thì còn rất là tốt này. Đây là những phiên bản mà có sức mạnh cũng như là chất lượng rất là cao. Đây sẽ là một tình huống tấn công phát bóng rất là nhanh lên phía bên trên dành cho tốc độ của cầu thủ Osimhen. Nhưng mà Rainbow đã rất là tốt cho tình huống phòng ngự của mình. Để tiếp tục là Karim Benzema, Siko Fofana phối hợp cùng Marco Rashford, tốc độ của Rashford đối đầu cùng Lorenzo. Tiếp tục là Marco Rashford, đấy rồi cơ hội dành cho Theo Aiken. Một tình huống treo bóng vào bên trong nhưng thật sự không như ý cho lắm và Rudiger đã có một tình huống phát bóng. Để tiếp tục là pha phản công, tốc độ của Mohamed Salah không vượt qua được Saliba cũng như là cầu thủ Fofana rất là khỏe ở vị trí tiền vệ của mình. Để tiếp tục là Xabi Alonso. Lại là một tình huống phản công khác dành cho Arsenal. Khá là hay, trận cầu đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn mọi người. Tiếp tục là một tình huống xử lý bóng khá là gọn gàng của cầu thủ Erling Haaland. Fofana bóng đến vị trí của Marco Rashford. Một tình huống mở cánh rất là mạnh lên phía bên trên dành cho cầu thủ Mohamed Salah. Mặc dù đã rất là cố gắng với tốc độ rất là khủng của mình rồi nhưng mà vua bóng đá Ai Cập vẫn không đuổi theo được tình huống bóng này. Đây sẽ là một tình huống ném biên dành cho Arsenal. Thế trận trong hiệp thi đấu thứ hai đang diễn ra cực kỳ căng thẳng, ở hai đội đang rất là giằng co trong những cơ hội của mình. Để tiếp tục là một pha cầm bóng của Di Lorenzo. Bóng đến vị trí của Mohamed Salah, không vượt qua được Theo Aiken, rất là khó. Ở vị trí LB này thì chắc chắn là anh em sẽ lựa chọn rất là nhiều cho vị trí của Theo Hernandez. Và trong cái phiên bản này thì cầu thủ có thêm một OVR 112 nữa, đó là phiên bản Team Season. Cũng rất là khỏe ở phiên bản 112 rồi và lên tới phiên bản này, đây là một phiên bản cực kỳ nâng cấp của cầu thủ người Pháp. Để tiếp tục là một pha phản công dành cho câu lạc bộ Chelsea, Mohamed Salah phối hợp cùng Karim Benzema. Một tình huống đập nhã cực kỳ ăn ý giữa Karim Benzema cùng Mohamed Salah. Đây sẽ là một tình huống treo bóng vào bên trong. Cú đánh đầu kỹ thuật của cầu thủ Marco Rashford nâng tỷ số lên 2-1 rồi. Và đây là điều ăn mừng quen thuộc của cầu thủ người Anh Marco Rashford, một cầu thủ cũng rất là đặc biệt, rất là ấn tượng trong tựa game FIFA Mobile. Rất là mạnh, rất là khỏe ở vị trí LW và trong những mùa giải trước đó thì Marco Rashford rất là nổi bật ở vị trí này. Và ở cái phiên bản trở lại này thì Marco Rashford cũng nhận được rất là nhiều lời khen. Và sắp tới thì mình cũng sẽ dành rất là nhiều thời gian để có thể làm review về những cầu thủ như là Marco Rashford cũng như là Erling Haaland. Anh em vẫn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và chờ đợi xem những video review đó nha. Và đây sẽ là một tình huống phản công khác dành cho câu lạc bộ Chelsea, lại là một tình huống dốc cánh dành cho cầu thủ Mohamed Salah. Một pha xoay bóng qua người rất là hay của Mohamed Salah, tiếp tục là treo bóng cho Karim Benzema.
Cú đánh đầu lái bóng rất là tốt của Benzema nhưng đáng tiếc bóng lại không bay vào lưới. Đây đã là phút thứ 86 của trận đấu rồi. Và đối thủ của mình đã có vẻ chấp nhận thua cuộc ở trận đấu ngày hôm nay rồi. Một trận cầu rất là căng thẳng và rất là đặc biệt, một trận cầu Super Sunday. Nhưng Arsenal đã có dấu hiệu thua cuộc từ rất là sớm ở phút thứ 86 rồi. Đây tiếp tục là pha phản công dành cho Osimhen. Rút Gullit lại là một pha cầm bóng của huyền thoại người Hà Lan. Một pha phòng ngự rất là tốt của Saliba, bộ đôi trung vệ của mình trong đội hình ngày hôm nay đã khóa chặt được cầu thủ Osimhen rồi. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc lại trận đấu đặc biệt ngày hôm nay. Một trận đấu đầu tiên trong cái ặc mới của mình, full cầu thủ Ultimate Team Season. Và cuối trận thì anh bạn đã thả một cái nút ha khá là vui ở trận đấu này. Và trận đấu kết thúc với tỷ số cuối cùng dành cho câu lạc bộ Chelsea là 2-1 với chiến thắng cực kỳ kịch tính này. Và tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% và chuyền chính xác là 87%. Với hai bàn thắng của Karim Benzema cũng như là Marcus Rashford đã đem về chiến thắng cực kỳ kịch tính là 2-1 dành cho câu lạc bộ Chelsea của mình. Và trận đấu này cũng đã khép lại video ngày hôm nay, một cái video đầu tiên trong cái ặc mới của mình. Và bây giờ khi anh em vào run và gặp được cái ặc này thì anh em biết đó là cái ặc của mình nha, với cái đội hình Full Ultimate Team Season và sắp tới sẽ có rất là nhiều huyền thoại nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Đừng quên là đăng ký kênh, like và share video ủng hộ giúp mình nha. Hẹn gặp lại mọi người. Còn bây giờ thì xin chào.